Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 8 tháng 8 mà chúng tôi vừa cập nhật. Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 tháng bị can Nguyễn Văn Quốc, 18 tuổi, ngụ xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước về tội giết người. Quốc đã đâm chết ông S, hàng xóm vì ông này khuyên Quốc bớt uống rượu. Đưa tin về vụ việc, PLO.vn đã có bài viết bị đâm chết vì khuyên hàng xóm bớt uống rượu. Bài viết sau đó nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc như: làm việc tốt cũng không được nữa, không bỏ thì thôi sao lại giết người, giờ ai cũng khổ. Một số bạn đọc thì cho rằng thôi thôi né mấy ông nhậu ra, hết dám đi nhậu luôn. Sáng ngày 8 tháng 8, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với chủ Facebook Mai Vàng, 52 tuổi, ở xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Người này đã đăng thông tin sai sự thật cho rằng mình bị chặt chém tới 2,5 triệu đồng, nhưng trên thực tế hóa đơn ăn uống chỉ có 1,2 triệu đồng. Bài viết Cà Mau phạt 7,5 triệu đồng chủ Facebook đăng thông tin bị chặt chém sau khi đăng tải trên fanpage của báo đã nhận về nhiều ý kiến của bạn đọc như: phạt là đúng, làm vậy chi trời? Hay lại câu like rồi, ai ngờ bị phạt. Tiền ăn có hơn 1 triệu mà tiền phạt tới hơn 7 triệu. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.